Tiểu thuyết Nhà Giả Kim của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thâm đậm những minh triết huyền bí của phương Đông. Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil vào năm 1988, sách chỉ bán được 900 bản. Nhưng với số phận đặc biệt của cuốn sách dành cho toàn nhân loại vượt ra ngoài biên giới quốc gia, Nhà Giả Kim đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại và có thể làm thay đổi cuộc đời người đọc. Tóm tắt nội dung sách Nhà Giả Kim. Nhân vật chính trong tác phẩm Nhà Giả Kim là cậu bé chăn cừu Santiago, là một cậu bé có mơ ước đi đây đi đó khắp thế giới từ nhỏ. Nhưng mong muốn của cha mẹ Santiago là muốn cậu trở thành linh mục để mang lại niềm tự hào cho gia đình, nên cậu buộc phải thuyết phục cha cậu để trở thành một người chăn cừu. Là người chăn cừu, cậu đã chu du khắp phía Nam Tây Ban Nha trong vài năm, tận hưởng một cuộc sống vô tư và phiêu lưu. Trên đường tới một thành phố nhỏ mà cậu đã từng tới để bán lông cừu và gặp người con gái của ông chủ tiệm, cô gái mà cậu thầm yêu mến, Santiago có một giấc mơ kỳ lạ lặp lại hai lần. Vì vậy cậu quyết định đến Tarifa gặp một bà thầy bói đoán mộng. Bà lão nói rằng cậu cần đến Ai Cập để tìm kho báu với cái giá là một lời thề, rằng khi tìm được kho tàng ở kim tự tháp Ai Cập, cậu phải chia 1/10 của nó cho bà. Song câu giải đáp cậu nhận được từ bà lại không khiến cậu thực sự tin tưởng và hài lòng. Nhưng cuối cùng thì sự bối rối về giấc mơ và lời bà thầy của Santiago cũng không còn quá lớn sau khi cậu gặp một ông lão Melchizedek, tự xưng là vua của xứ Salem. Ông lão đã truyền cho cậu cảm hứng chinh phục và hứa sẽ chỉ dẫn cho Santiago. Thế rồi cậu bán đàn cừu cho một người bạn và đưa cho ông lão 6 con cừu còn lại trả công cho ông lão. Sau khi nhận được 2 hòn đá Urim và Thummim từ ông lão, cậu bắt đầu chuyến đi đến kim tự tháp Ai Cập. Trong vòng một ngày khi vừa đến Morocco, Santiago bị lừa mất hết tiền và mắc kẹt lại tại đó. Mất hết tất cả, Santiago phải làm việc tại một cửa hàng bán pha lê. Sau đó gần một năm, cậu quyết định rời tiệm cà phê vì cậu đã có đủ tiền mua một bầy cừu mới, gấp đôi số cừu cậu bán đi hồi trước. Thế nhưng vì khi thu dọn hành lý, Santiago một lần nữa nhìn thấy 2 hòn đá Urim và Thummim mà cậu nhận được từ vua xứ Salem. Santiago quyết định không mua một con cừu nào cả mà tiếp tục con đường đi tìm kho tàng bí mật ở kim tự tháp Ai Cập. Cậu gia nhập đoàn lữ hành đến một sa mạc nơi gần các kim tự tháp. Trong đoàn người, Santiago gặp một anh chàng người Anh, người đã tìm kiếm những nhà giả kim chân chính suốt 20 năm qua. Đoàn người tiến dần về phía ốc đảo. Khi người Anh nọ thử quan sát sa mạc và học ngôn ngữ sa mạc, thì Santiago đọc những cuốn sách của anh ta và học về thuật giả kim. Khi họ tới ốc đảo, đoàn lữ hành được chào đón và được khuyên phải dừng bước vì có chiến tranh giữa các bộ tộc phía trước. Ở nơi đây, cậu đã giúp anh chàng người Anh tìm một nhà giả kim và cậu gặp được cô gái cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Fatima. Trong thời gian ở ốc đảo, nhờ vào dấu hiệu mà Santiago đã có thể dự báo trước và giúp các bộ tộc tránh được một cuộc tấn công đột ngột vào ốc đảo, cậu được thưởng rất nhiều tiền vàng, cùng một lời đề nghị trở thành người cố vấn quan trọng cho trưởng tộc. Cũng chính lúc ấy, nhà giả kim ở ốc đảo nhận ra rằng ông đã tìm thấy một học trò xuất sắc, Santiago. Cậu lưỡng lự khi phải rời ốc đảo vì tình yêu với Fatima. Nhà giả kim nói với cậu rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Tình yêu thật sự không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình. Sau khi nói chuyện cùng Fatima, người phụ nữ sa mạc sẽ luôn đợi mình. Cậu đã rời ốc đảo và lên đường đi tới kim tự tháp cùng nhà giả kim. Tới một vùng sa mạc cai quản bên những chiến binh hung dữ, để được sống, cậu đã phải tặng hết đi số tài sản của mình. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, vì để lấy lại tự do, trong vòng 3 ngày, Santiago phải trổ tài biến thành gió. Nhờ vào ngôn ngữ của vũ trụ mà mình học được, cậu đã trổ tài biến thành gió của mình cho những chiến binh và nhận được tự do. Khi quãng đường tới kim tự tháp không còn xa nữa, nhà giả kim từ biệt cậu. Trước khi từ biệt, cậu được chứng kiến ông biến dị thành vàng và nhận được 1/4 số vàng. Đến được kim tự tháp, trong khi đang đào cát để tìm kiếm kho tàng, cậu đụng độ những tên cướp và bị cướp mất số vàng cậu nhận được từ nhà giả kim.
Những tên cướp cười lớn khi nghe câu chuyện cậu đã vượt sa mạc để đến kho báu. Một tên trong số đó nói rằng, ngay tại chỗ này, hắn cũng có một giấc mơ về kho tàng tại một nhà thờ ở Tây Ban Nha vào 2 năm trước. Cuối cùng, Santiago đã lấy được kho tàng ở ngay nơi mà cậu đã có giấc mơ về kho tàng. Một, nỗi sợ là rào cản còn lớn hơn cả rào cản thực. Nói với trái tim mình rằng nỗi sợ đau đớn còn tệ hơn chính đau đớn ấy, và rằng không trái tim nào phải khổ ải tìm kiếm những giấc mơ, vì mỗi một giây tìm kiếm là cuộc gặp gỡ Thượng Đế cùng sự vĩnh cửu. 2. Chân lý không chết. Nếu điều chúng ta tìm kiếm là thuần khiết, sẽ không bao giờ nó mất đi, và chúng ta luôn có thể quay trở lại. Nếu điều chúng ta tìm kiếm chỉ là một chốc sáng như vì sao băng, thì chúng ta sẽ chẳng còn gì khi trở lại. 3. Trân trọng hiện tại. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu bạn có thể sống trong hiện tại, bạn là một người hạnh phúc. 4. Điều dối trá lớn nhất của cuộc sống. Chúng ta tin rằng, vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ không thể làm chủ được cuộc đời của mình, và cuộc đời của chúng ta sẽ do cuộc sống xô đẩy. Đó chính là điều dối trá lớn nhất của cuộc sống. 5. Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được nó. 6. Tình yêu không thể ngăn cản một người theo đuổi ước mơ của họ.